Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Siết chặt công tác quản lý, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến mới phức tạp. Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, ngày 1 tháng 5 1886, ngày 1 tháng 5 2021, chương trình có phóng sự trên công trường dự án quốc lộ 40B. Thưa quý vị, hôm nay tròn 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, ngày 1 tháng 5 1886, ngày 1 tháng 5 2021. Đây là sự kiện quan trọng xuất phát từ thành phố Chicago, nước Mỹ, để rồi lan rộng khắp thế giới. Từ các cuộc đấu tranh của công nhân lao động, chính phủ một số nước buộc phải ban hành đạo luật ngày làm việc 8 giờ. Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, tại Đại hội lần thứ nhất Quốc tế Cộng sản lần thứ hai, các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua nghị quyết lấy ngày 1 tháng 5 làm ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó, ngày 1 tháng 5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động. Tại Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam qua nhiều tác phẩm của người, giúp công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân thế giới, nhất là về cách mạng tháng 10 Nga và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Phong trào đấu tranh ngày 1 tháng 5 năm 1930 đã mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931. Lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng và hướng dẫn vận động của Công hội Đỏ, công nhân cùng với nông dân meeting biểu tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, đấu tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới, tỏ rõ sức mạnh vô địch của khối liên minh công nông. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, việc cho phép các khu du lịch tái hoạt động trong trạng thái bình thường mới là tạo cơ hội phục hồi lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch để đạt được mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong lúc dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 tại thành phố Hội An. Khách sạn Em Hội An là một trong những khách sạn được chọn đón khách cách ly có thu phí. Ngay từ cổng khách sạn đã được bố trí nhân viên kiểm tra đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo dịch tễ y tế, đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên khách sạn đã đón lần thứ ba rồi, thành là bây giờ đã có ổn định. Khách thì rất là chấp hành nội quy khách sạn rất là tốt. Phục vụ và trò của các cái tổ giám sát cộng đồng, nếu có những cái biểu hiện nào là không đúng quy định thì phải chấn chỉnh ngay. Chúng tôi đã triển khai cái lực liên ngành thường xuyên là giám sát, thường xuyên nhắc nhở. Hiện thành phố Hội An chọn 8 khách sạn được phép làm cơ sở cách ly cho người nhập cảnh có thu phí với hơn 1.100 phòng và 25 villa. Những ngày nghỉ lễ này, trung bình Hội An đón khoảng 7.000 khách nội địa và quốc tế. Hiện có 4 cơ sở đang có khách cách ly, với gần 700 khách nhập cảnh về từ các nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Chính quyền địa phương luôn nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế tại các điểm du lịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ và kỳ nghỉ hè sắp đến. Và trong cái những ngày lễ 30 tháng 4 1 năm thì tỉnh đã có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch nghiêm túc trước, trong và sau lễ 30 tháng 4 1 năm. Theo đó là yêu cầu các cái khu du lịch, các cái điểm vui chơi giải trí phải thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K. Trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, mỗi người dân phải nhận thức rõ việc phát triển các hoạt động kinh tế, trong đó có lĩnh vực du lịch, phải có trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia lễ hội hay các điểm du lịch. Tuy nhiên, việc nhiều tâm dịch trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn không đồng nghĩa với việc dịch bệnh COVID-19 đã được đẩy lùi và nó sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Do đó, mọi thái độ chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh của các cá nhân khi tham gia hoạt động tập trung đông người, nhất là những địa điểm du lịch, đều có thể là nguyên nhân dẫn đến diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch.
Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu vực cửa khẩu, duy trì 21 chốt với gần 200 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Công an, Dân quân các xã biên giới, cùng 17 tổ tuần tra lưu động nhằm siết chặt các đường mòn dọc tuyến biên giới Việt-Lào. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, vận động quần chúng phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép qua biên giới, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cũng đã thiết lập đường dây nóng, thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào về tình hình dịch, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam xác định những nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào Quảng Nam là rất lớn, trong đó nguy cơ lớn nhất là từ khách du lịch vào địa bàn tỉnh và người dân đi về từ địa bàn có dịch. Trước tình hình này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, để duy trì những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch vừa qua, thì trong kỳ nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chúng ta cần nhận diện những vướng mắc, những khó khăn như này như thế nào? Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp, thời gian qua một số nước có sự gia tăng mạnh về số ca mắc bệnh COVID-19. Chủng mới của một số nước có tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt là các nước lân cận. Số người vượt biên trái phép qua đường mòn lối mở rất là khó kiểm soát. Chỉ cần một cái ca lọt vào trong COVID-19 đang ở khu vực chúng ta thì hậu quả khó khôn lường. Với tư cách là Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, là một người lãnh đạo ngành y tế, ông có những khuyến cáo gì đối với người dân trong thời gian hiện nay? Bộ Y tế vừa đưa ra một khuyến cáo mới nhất trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các cái phương pháp phòng chống dịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới cái vòi nước, hoặc là rửa tay bằng dịch sát khuẩn có cồn, trong đó cồn thì có cái tỷ lệ cồn khoảng dung dịch đã khoảng 60% cồn. Hai là đeo khẩu trang nơi công cộng, ở trên phương tiện giao thông công cộng và khi đến cái cơ sở y tế. Thứ ba là tránh đưa tay lên mắt mũi miệng. Chúng ta nên che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, vận động được rèn luyện cái thể lực, dinh dưỡng hợp lý để xây dựng cái đời sống lành mạnh. Thứ năm là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt nơi tiếp xúc. Thứ sáu là nếu bạn có dấu hiệu mà sốt, ho, khó thở, hãy nên tự ý cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. Thứ bảy thì chúng ta tự cách ly và tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu chúng ta trở về từ cái vùng dịch. Thứ tám là thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại các cái ứng dụng như ứng dụng NCOVID hoặc là chúng ta thường xuyên cập nhật cái tình trạng sức khỏe của bản thân. Chúng ta phải cài đặt cái Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp cho bạn và người nhà được đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác truy vết cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca dương tính để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã xác nhận một ca bệnh là bệnh nhân 2.899 mắc COVID-19 tại tỉnh Hà Nam. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản trên chuyến bay VG-3623 nhập cảnh sân bay Đà Nẵng và được cách ly tập trung ngay. Trước đó đã ghi nhận 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay này. Ngày 21 tháng 4 năm 2021, sau khi hết thời gian cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đi xe khách từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Hà Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt, đau họng và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly ngay các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã xác định được chùm ca bệnh COVID-19 gồm 4 trường hợp là người nhà bệnh nhân tại tỉnh Hà Nam, bệnh nhân 2901, bệnh nhân 2903, bệnh nhân 2908 và bệnh nhân 2909, 1 trường hợp liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 2910,
một trường hợp liên quan tại thành phố Hà Nội, bệnh nhân 2911, hai trường hợp liên quan tại tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân 2912 và bệnh nhân 2913. Đây là những trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nguy cơ lây lan rất cao. Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tăng cường truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chuyến bay về Việt Nam từ Nhật Bản nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay phương án cách ly theo dõi đối với những người đã có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và khẩn trương áp dụng các biện pháp cụ thể như sau. Đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân F1 bao gồm người thân, bạn bè, nhân viên y tế, người trên cùng chuyến bay, trên cùng xe khách, nhân viên phục vụ tại khách sạn, người có đi đến các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam phải tổ chức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân F2 và các trường hợp theo thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam phải tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Riêng đối với các trường hợp là F2, nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 có liên quan đến tiếp xúc của F2 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, rà soát lại toàn bộ các cơ sở cách ly tập trung, nhất là các khu cách ly tập trung tại khách sạn có thu phí bảo đảm thực hiện việc cách ly an toàn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời. Thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B được khởi công vào tháng 8 năm 2020. Sau hơn 8 tháng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại, tái định cư cho dân, đến thời điểm này, đại đa số nhân dân trong vùng dự án đồng tình chủ trương nhận tiền bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện nay, các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ kể cả dịp lễ nhằm phấn đấu hoàn thành đưa dự án vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những ngày qua, cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam đã tập trung cao độ từ nhân lực đến trang thiết bị cơ giới, chia làm 3 ca đã nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo phương thức cuốn chiếu, nghĩa là chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đến đâu thì đơn vị thi công đến đó. Mặc dầu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng với truyền thống xây dựng cầu đường có nhiều kinh nghiệm về duy tu, bảo dưỡng, thi công đường bộ, ngay trong tuần qua, hơn 50 cán bộ, công nhân lành nghề cùng với phương tiện, thiết bị chuyên ngành sẵn có, các công nhân đã thi công cả ngày lẫn đêm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5. Đến nay là chủ đầu tư đã giải phóng được cơ bản là cái phần mặt đường, còn để đơn vị thi công chúng ta triển khai là phần cấp phối lên bê tông nhựa là nay là đỡ thổm rồi đó, để phục vụ cái lễ 30/4/1 để bà con đi lễ cho nó an toàn và tốt đẹp hơn. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam đã tổ chức nhiều mũi thi công, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ca trực, các phần việc được triển khai nhanh gọn theo đúng quy trình kỹ thuật. Đơn vị giám sát thường xuyên có mặt theo dõi các hạng mục thi công, ghi chép nhật ký từng thời gian trên công trường, tất cả vì tiến độ và cả chất lượng công trình. Tham gia cho công ty cũng được mười mấy năm rồi, vì tất cả cái chế độ lương hàng tháng là công ty sẽ thanh toán đầy đủ, và chế độ bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là công ty lo toàn bộ. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B đoạn lý trình km 14+200 đến km 32+300 được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B sau khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 40B đến các huyện miền núi của tỉnh và đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời con gái chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Lộc Ninh, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh lỡ dở duyên nợ, để rồi một mình chị lầm lũi nuôi ba con cùng mẹ già ngoài 80. Chân lấm tay bùn, những tưởng mẹ con, bà cháu sao đáp đổi qua ngày. Thế nhưng
cuộc sống không giống như những gì chị Hường trông đợi, bởi bệnh tật đói nghèo luôn đeo bám khiến gia đình chị rơi vào cảnh kỳ quệ. Căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông sập xệ, xuống cấp trầm trọng khi mùa mưa bão đi qua. Đầu năm nay, gia đình chị được nhà nước hỗ trợ sửa chữa lại ngôi nhà. Niềm vui khi có được nơi che mưa trú nắng ổn định hơn trước chưa bao lâu, thì bệnh tật lại tiếp tục ập đến với gia đình chị Hường. Con gái thứ hai, Nguyễn Lưu Cẩm Ly, 9 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim cần điều trị kịp thời. Bản thân chị Hường là phụ nữ đơn thân, cũng mang căn bệnh suy tim nặng và u nang buồng trứng, nhưng không có điều kiện chạy chữa. Bản thân tôi thì cũng mong muốn, giờ con bé cũng bị tim, đó là cũng mong muốn có được một chi phí nhỏ nào mà để cho nó đi mổ tim cho bé. Bệnh tật, nhưng vì là lao động chính nên thời gian nghỉ ngơi của chị Hường dường như rất hiếm hoi. Việc chị phải chăm lo cho ba người con và mẹ già ngoài 80 tuổi thường xuyên ốm đau, trong đó cháu lớn nhất 19 tuổi đã bỏ học kiếm việc làm. Cháu nhỏ nhất 6 tuổi sắp vào lớp 1 vì không có điều kiện chạy chữa bệnh tật, khiến chị ngày càng suy kiệt về sức lực và thân thể. Hiện tại chị không thể tiếp tục làm việc nặng, nên mọi chi phí cuộc sống dựa cả vào một sào ruộng gửi người thân trông coi và mấy con gà, con vịt sau nhà. Hiện nay, chị Hường mong muốn có được một khoản kinh phí để điều trị căn bệnh tim cho con là cháu Nguyễn Lưu Cẩm Ly, cũng như có thêm điều kiện chạy chữa căn bệnh cho bản thân, lo cho mẹ già. Mọi sự giúp đỡ của các cá nhân tổ chức xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Hường, thôn Lộc Ninh, xã Tâm Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại 0355 459 360 hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành của tập đoàn Pin Corporation Group đã đồng hành cùng địa chỉ từ thiện. Và đến đây chương trình thời sự tối thứ bảy của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.